cảm ơn các chị các em, cảm ơn toàn thể mọi người. Em ơi cho anh lớp bạn nhỏ này để anh chúc những người yêu quý Thảo làm gì luôn vui vẻ, nhiều sức khỏe, sống phải vui vẻ. Hello em ta chính, hôm nay Phú Xuyên này chính ơi, mai là Ninh Bình, ngày kia là Chế Lịch Sao Đỏ nhá, chị Trà Mơi nhá, ngày kia là Sơ Tây, ngày kia nữa là Thư Tí, Hà Nội là hôm nay là về nhà anh trai Hải rồi. Đấy, được cái là trong này thôi, nhưng mà đi đâu là được các em yêu quý trân trọng. Anh trai Hải bảo như là tối qua là đi em gái về với anh đi. Trực tình nghĩa là cái coi như là anh cả trong gia đình của mình, đó là anh Hải đấy, là người sống hết sự tình nghĩa, và chúc gia đình của gia đình ở Phú Xuyên này và các tỉnh xung quanh luôn được mạnh khỏe, một đời. Trình tề với vợ luôn. Em ơi, hôm nay về anh Hải đánh. Anh là một người anh lớn ý, quá chuẩn chỉnh luôn nhá. Anh còn bảo tao phát live stream để quảng cáo hàng cho anh, bún chả anh cũng bảo em gái phát live stream đi. Em đang nói chuyện với anh Chiến Lê Nguyên, người anh là người kính trọng. Đời em, anh Hải là bầu trời, ánh sáng là anh hào quang, hãy đi về con đường nào sáng nhất đó là mình chọn nhá. Chị Thảo dặn gì nhá, chị Thảo là người tốt. Anh cả bảo là Thảo là người tốt, quý Thảo lắm. Anh Hải cũng quý Thảo, anh cả bảo vậy, anh cả luôn là người tuyệt vời nhất. Anh ra đây uống với tất cả những người yêu quý Thảo làm gì, chắc là hôm nay cũng không về được đâu, vì cũng uống hơi nhiều rượu, mà chắc chắn là nồng độ cồn đo là nó phải là dính rồi, nên là mình đang ở Phú Xuyên nhá. Đấy, mình đang ở Phú Xuyên nhá. Hôm nay tối qua chị Hương và em Minh, anh Hải không điện cho mình, hôm nay mình cũng không về đâu, mình không có lịch. Đêm qua em Minh tâm sự 3 tiếng đồng hồ, chị gái về đi chị sẽ biết anh Hải yêu quý chị như nào. Trên đời này ấy, thứ nhất thì sợ trời ai, cái người với người ai không sợ, thứ hai thì sợ mình sống sai thôi. Ok em, chúng ta đến về một